Việt Nam của chúng ta cũng kề, thì năm nay có kề chưa? Năm nay đã kề, bây giờ cái trận là thiên tai vừa rồi ở miền Bắc đó đây, à. Rồi riêng cái trận mà cháy núi ở trên núi Khu Tô đó đây. Yeah. Rồi nó kề cái gì nữa thì trước khi là trận bão đó thì chị có nghe nói là ở dưới là ao khô nước, thì có phải là cảnh khổ không em? Yeah. Có phải kề tới không? Thì nó ứng hiện với những câu nào? 10 phần hết 7 còn 3 hết hai còn một à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật lễ kính đức thầy kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác và chị huynh đệ trên cộng đồng facebook và youtube thân mến và kính thưa toàn thể anh em youtube thân mến thì cũng hữu duyên à, quý vị trở về tư gia của đệ mai à, để hỏi những cái ý đạo à, thì à, để hỏi chị về là trở lại nhưng mà trở lại cách nào em phải nói rõ thì chị mai mới trình bày được dạ yeah. thì uh, có người uh, nói là uh, như chẳng hạn như là để tí ở trên núi dài năm giếng là đức thầy trở lại có phải là đúng không chị Mai chị Mai diễn giải thêm cảm ơn được không Phật? à nếu như để nói hỏi thì chị Mai sẽ trình bày thì uh, xin thưa uh, quý đệ và tất cả o, uh, cô bác và huynh đệ trên cộng đồng thân mến thì hôm nay đệ khôi đã hỏi uh, đệ Mai thì đệ Mai trả lời à, nếu như trong cái khi đọc trả lời có gì đó mà cô bác ông bà ở trên cộng đồng không hài lòng thì xin cũng quan hệ cho đệ mai nhé nam mô a di đà phật thì xin thưa để khôi giờ quý vị trên cộng đồng à, theo cá nhân đệ mai nghĩ nha khẳng định là không đúng vì đệ tí là đệ tí còn đức thầy của tôi là đức thầy của tôi không có liên quan nhau tại sao tôi dám khẳng định là không liên quan nhau tại vì nếu câu nào đức thầy hứa hẹn trở lại á nó đều có nằm trong giảng thầy nghe quý vị nhưng mà căn cứ những cái câu giảng mà liên quan tới địa tí thì tôi thấy không có có nếu có á, thì một là mẫu chuyện bên thầy cũng sẽ chứng minh hai á, là trong sấm giảng thi nhân giáo lý của thầy cũng sẽ chứng minh nhưng mà riêng tôi tôi gà sát lại thì không có cái câu nào mà đề cập tới đệ tí xuất hiện ở núi dài nằm giếng hết trơn á quý vị à mà tôi chỉ biết rằng đức thầy tôi trở lại trong những câu giảng gì xin thưa Thứ nhất là mọi chuyện bên thầy mà đệ mai được biết là đức thầy nói với ông bà út sau khi mà đức thầy nói á sau này á là bây giờ quý vị có đi tủ đình á quý vị sẽ để ý có một cái hàng lưu ở phía sau đó lưu lưu ở xưa đó ở phía sau đức thầy nói rằng những cái lưu đó giữ lại sau này một ngày nào đó mà chúng sanh bệnh á là chật đường không còn thuốc chữa đức thầy sẽ quay lại mà Đức Thầy còn khẳng định với ông bổ rằng Tôi đi thế nào tôi về thế đó nha ông bổ Có nghĩa là Đức Thầy đi Cái hình tướng của Đức Thầy như thế nào Thì ngày Đức Thầy quay về tổ đình để cứu bệnh chúng sanh Thì hình tướng y như vậy Chứ không mang một cái xác của ai nữa hết nha quý vị Không mang xác của ai hết Và Đức Thầy đi như thế nào Đức Thầy về như thế đó Là trong cái ngày mà chúng sanh bệnh gọi là Đau cơ bằng là không còn thuốc chữa đó là lời tiên tri của đức thầy trong mẫu chuyện bên thầy mà đệ mai được nghe và cái thứ hai nữa trong cái câu sấm dặn đức thầy cũng có hứa hẹn rằng là thầy nói như thế nào thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu thì xin thưa quý vị con long ác nghiệp đó là gì nếu mà nói về cái điện tích thì nó rất là dài dòng nhưng mà đệ mai chỉ chứng minh về cái nội dung đơn giản đó là ông sống năm chèo mà sau này ông xấu năm chèo Ông xuất hiện Để ông hoành hành Gọi là thưởng phạt đó Thì những cái người nào hung ác á Thì ông năm chèo ông sẽ ăn thịt Còn những người nào tu tập á Thì ông năm chèo ông sẽ đưa đi ngang cái lưng Là cái con sông dạm nào hiện nay đó quý vị Chắc quý vị đã nghe những điều này rất nhiều Để mà qua tổ đình để gặp đức thầy Nha quý vị thì ông á, người tu á, thì ông sẽ làm cái cầu để đưa cho đi còn nếu người hung ác thì ông sẽ cắn nuốt đó đó là lời tiên tri của đức thầy trở lại còn ngày giờ thì mình không dám nói nghe huynh đệ mình chỉ khẳng định là cái lời tiên tri của thầy thôi là ngày thầy quay lại trong những cái thời cuộc đó và thầy đi làm sao thầy về như vậy chứ thầy không có mượn hình dáng ai nữa hết rồi thầy về lúc nào nữa quý vị đến cái giai đoạn cuối cùng luôn đó là ngày nào đến kỳ thi danh thầy chạm bản trên đài cao gọi các linh hồn đài cao đó là ở đâu trên núi thiên cấm sơn nghe quý vị núi thiên cấm sơn lúc đó là núi cấm sẽ có tiếng sấm nổ mà theo lời tiên tri đó là ba tiếng sấm nổ ra đó thì có một cái điện đài hiện lên thì cái ngôi đài đó nó nằm ở thiên cấm sơn và đức thầy chỉ chỗ nào à, là lầu đài núi cấm lộ nay mai là cái chỗ đó hoặc giả là gừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ngụt năm non có các đài Là chỗ đó nghe quý vị Thì Đức Thầy tôi trở về để làm gì Đó là đến kỳ thi danh Thầy chạm bản trên đài cao gọi khắc linh hồn đó Thì người nào có tội thì về đó Đức Thầy phân xử Người nào có công Đức Thầy ban thưởng Mà chỗ nào Đức Thầy có nói không xin thưa có Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi hoặc giả là người có đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo à, rồi gây cuộc hòa bình cho giảng giấc chư ba thì đó là những câu mà đức thầy hứa hẹn trở về trong những cái thời cuộc đó còn cái ngày nào thầy về thì đệ mai không dám nói tại vì cái nào thầy nói ngày mình mới dám nói mà thầy chưa nói ngày mình là ai mà mình dám khẳng định ngày đúng không con Đệ có nhiều người cứ nói năm thình này đời tới năm thình kia đời tới thì theo đệ mai thấy thì đừng nên nói như vậy Biết rằng Đức Thầy có nói rất nhiều câu giảng nó liên quan tới thình Nhưng mà Đức Thầy không có nói ngày và không nói giờ luôn Thì mình không thể nào khẳng định cái thình nào Nhưng mà Thầy cuộc sẽ có nghe huynh đệ Để Mai khẳng định là sẽ có Vì ông Phật, ông Thánh, ông Tiên không có ông nào rạc mình Chỉ mình vô minh mình tự gạt mình thôi Không là với kẻ chẳng ưa Với người tâm đạo thì biết thừa tới đâu huynh đệ ơi Biết thừa hết vì vậy thì tôi xin thưa là đệ tí là đệ tí đức thầy là đức thầy không có liên quan với nhau nhưng ai đó nếu có duyên với đệ tí mà sùng bái đệ tí theo đệ tí tu tập cái hạnh của đệ tí tôi cũng hoan nghênh tại vì đức thầy nói là tùy phong hóa dân sinh phù hợp mà quý vị ai hợp cái pháp nào theo cái pháp nấy ai hợp một vị nào tu hành mình cho là chân tu đó thì mình có quyền theo nhưng đừng bao giờ sắp nhập nói rằng thầy của tôi tôi xin thưa thành thật nếu vị nào nói như vậy thì đã sai rồi nếu người chưa biết đạo thì còn không có lỗi lớn còn nếu nhất là người đã biết đạo gọi là nhân danh tín đồ phật giáo hòa hảo đó mà chưa hiểu rõ chưa tìm hiểu kỹ mà khẳng định là thầy mình ùng ùng chạy theo thì có lỗi lớn với thầy lắm nên sám hối đi vì thầy không có về như vậy mà tại sao có những cái chương trình mà người này mượn xác người kia mượn xác là dựa theo cái cuốn sám giảng quyển nhất đó à, đề khôi ơi dạ yeah. trong đó thầy có quá hiện ra đó nhưng mà tại sao cái thời kỳ đó lại có quá hiện vì cái thời kỳ đó là thời kỳ mới thầy mới ra đời mở đạo nghe đây phải đi tìm đi kiếm rồi phải hiện hiện đi để, để, để làm gì để thử lòng thử lòng chúng xăm rồi đi tìm tìm những người chân tu mà để thầy truyền đạo thì trong qua cái quá trình quyển nhất thì thầy đã khép lại rồi Tới quyển nhì, tới quyển 3, tới quyển 4, tới quyển 5 Và tới tôn chỉ hành đạo là quyển 6 Đâu còn cái chỗ nào quá hiện nữa đâu Cho nên mình hiểu thì phải hiểu cho cặn kẽ Thì mới gọi là hiểu chánh pháp Còn nếu mình hiểu một cách mơ hồ Thì cho là mê tín dị đoan đó Tại vì sao? Mê có nghĩa là gì? Là mình tin một cái chỗ nó không có chính xác Tính là cái đức tin của mình Dị đoan là gì? Là chỗ nó không căn cứ thì cho là gọi là mê tín gì đâu. à, cho nên dầu mình có theo đạo một cái đạo chân chánh mà cái lý hiệu của mình không chân chánh thì mình cũng không có phải là người chân chánh thì đó vẫn là tà đạo nghe để khơi. Dạ. đó là lời lời đáp trả của chị Dưới đệ qua phần của đệ tí. Yeah. À, để Chị có bấy nhiêu đó. Em còn thắc mắc gì thêm không? Dạ. Yeah. thì cảm ơn chị diễn giải em rất hay. thì cũng có một số người đó là tự xưng là quan âm trở lại thì có phải cái điều đó là có đúng cho chị thật không chị uh, mai nhà chị mai diễn giải thêm à nam mô di đà phật trở lại bằng cách nào em phải nói rõ chị mai mới trình bày được trở lại bằng cách nhập sát hay sao thì uh, có người nói là nhập sát về nói là quan âm tác thế thì có phải đúng không chị mai nhà chị mai diễn giải thêm à nam mô di đà à theo chị mai theo cách hiểu của chị mai Cái chị mai thì không dám nói đúng nói sai tại vì mỗi người có một cái tư tưởng á, để coi dạ, dạ đó là gọi như là ông lên bà xuống đó chị à thì riêng chị mai á thì chị chưa nghe một cái kinh sách nào từ cái kinh sách của Đức Thích Ca Mâu Ni là một cái cái gọi là một cái tàn kinh điển luôn đó nha cưng yeah. và liên quan tới cả giáo lý thầy của chị Mai luôn là cuốn thi văn giáo lý không có chỗ nào nói là ông Phật hoặc là ông Bồ Tát mà đi nhập sắc chúng sanh không có nghe à, nhưng mà có chuyển thế xuống thì có có nghĩa là người ta có một cái à, cái bản nguyện tại vì các vị phật á là tâm từ bi luôn nhớ chúng sanh không có ngồi yên nơi vị quả bồ đề trường thọ mà hưởng cảnh đó là trường thọ mà để mà phải lăn len lội xuống xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chơi khen là trong đó lại là, là, đức thầy tôn kính của chị thì yeah. thầy là lãnh năm cái xác lệnh nghe em để trở về giáo hóa chúng sanh là trở về bằng cách nào là là trở về là con của là đức ông đức bà đó đệ dạ yeah. à, là cái từ của đức thầy nói mượn xác mượn một chàng trẻ tuổi tục phàm mượn có nghĩa là người ta tái sinh trở lại chứ không phải mượn là nhập xác yoga cho nên đôi lúc bị nhầm lẫn cái chỗ đó nha đệ dạ yeah. cho nên là thầy nói là mượn một chàng trẻ tuổi tục phàm đó là mượn có nghĩa là chuyển thế suốt là mượn cái bụng của đức bà đó để yeah. để là tái sanh lại đức thầy tôn kính ngày hôm nay chứ thật ra là cái chân thân cái tâm linh của thầy á đâu có trẻ gì đâu đệ không có trẻ như vậy dạ yeah. tại vì thầy nói là thầy có cái thời tam hoàng thượng cổ tới giờ rồi ta điên thở tam hoàng thượng cổ thì em mấy cái thời thượng cổ tới giờ là bao nhiêu cái 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 năm mà mình tính biết không nổi luôn phải không yeah. đó mà phải sao gọi là mượn là gọi là quá sanh trở lại nghe đề đó thì bây giờ người ta dựa vào cái chữ mượn đó mà ta nhập xác chứ thật ra thì nếu như ai đó không tin cái lời đệ mai thì cứ lên đó là à, kinh điển của của phật nhà phật đi cha cứu ra đi có chỗ nào nhập sát không phật nhập sát không không có không hề có luôn mà có tái sanh và quá hiện thì có cho nên nếu như vị nào lòng tín ngưỡng của quý vị cho rằng bồ tát nhập sát đó là đức tin của quý vị nhưng mà riêng về nếu một người đi vào cái gọi là chánh đạo thì không ai tin cái điều đó hết tất cả nó nằm vào tà mị dạ. tà mị nghe đề đó mà thầy nói là đạo quỷ tà mu khéo âm thầm dân gắn lánh kẹo lâm mà khổ chúng lên xuống khuyên lơn nhiều chỗ dùng phép màu lè mặt chúng sanh ai ham linh theo nó tập tành xa chạm bậy có mong sống sót còn những vị nào tin tưởng cái điều đó thì chị Mai không dám đụng chạm nhưng mà thuốc đắng thì đã tật lời thật thì mất lòng để hỏi thì chị sẽ trình bày do những cái sự hiểu của chị vì chị thấy không có cái căn cứ của cái cái kinh điển nào nói là Bồ Tát và Phật nhập sát hết một cái tái sinh thì có do cái sứ mạng nhưng mà em phải căn cứ rõ ràng chứ không phải mà thầy nói nè đừng bà đâu tin bướng nha càng làm ngu muội đọa thân uống kiếp đừng thấy một mối đạo nào đông đảo mà chúng ta chạy theo mối đạo đấy và đừng thấy người ta lập ông phật thờ mà dội vàng về lập phật thờ mà chưa hiểu rõ ông phật ấy ra sao đó là nằm mê tín hết nghe đề mặc dù em có lòng tín ngưỡng phật trời đó nhưng mà em tin không đúng chỗ nó nằm vào mê tín tất cả rồi cơ hội đó để cho những người tà mị họ vô họ nói những cái điều nó liên thiên lắm họ gù quấn chúng sanh thì đó là cái nghĩa mà đức thầy nói là ai ham linh theo nó tập tầm đó xa chạm bậy không mong sống sót đó Dạ yeah. Cho nên là không có Bồ Tát nào Đi nhập xác hết Hay là lên đồng lên bóng hết nha em Nhưng có thể hàng ngày em gặp Bồ Tát mà em không biết nè Rồi chị Mai cũng gặp Bồ Tát luôn nè Nhưng mà trong lòng chúng ta biết đó là Bồ Tát Thì Bồ Tát là gì Người ta mang sắc phàm y gan như đệ khôi nha đệ khôi Dạ yeah. Nhưng mà người ta tâm thánh thiện Tâm từ bi Luôn luôn hy sinh cho đời Nha Cứu người, giúp đời, và tất cả người ta sống một cách trang hòa Người ta đem lại lợi lạc và hạnh phúc cho mọi người, người Ta Bồ Tát sống nữa để à Chứ không có phải mà Bồ Tát đi nhập xác đâu à Mà người ta là một người thánh thiện Tại vì sao? Tâm Phật, tâm Bồ Tát là tâm thiện lành nghe đệ Thì Bồ Tát thì có cái bản nguyện gì? 12 đại nguyện phải cứu độ chúng sanh Bồ Tát có thể thành một cái viên thuốc cho mình uống nghe đệ Bồ Tát có thể thành một cái cây thuốc nam để chữa bệnh chúng sanh nghe đệ Bồ Tát cũng có thể là một dân phàm của mình để mà đi lẫn vào đời để độ đời nghe đề Rồi Bồ Tát cũng có thể xuống địa ngục để cứu ngạ quỷ ở dưới nghe đề Cho nên Bồ Tát có thể ẩn hiện khắp nơi Mà Bồ Tát dùng cái chân thân của Bồ Tát để giúp cho những người thiện lành và người tốt Chứ Bồ Tát không nhập sát vô gạt Đó là sự hiểu biết của chị Mai Dạ Dạ thì cảm ơn chị Mai diễn giải về những cái chuyện mà ông lên bà xuống nghe rất hay Thì để trở lại giáo lý của Đức Tông Sư thì nhà chị Mai diễn giải cho em vài câu của Đức Tông Sư đã để lại thì chị Mai ơi thì thời kỳ này đó chị Mai thì vừa qua những cái là phong ba bảo tố rồi những cái chuyện này chuyện nọ nó xảy ra rất là kinh hoàng thì à, có phải đúng với cái câu của ông nói là mai sau bảo tố thành lình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu hoặc giả như là khó nổi bước tới năm thành thì có phải là đúng với cái cơ mà ông đã nói hay không chị mai và chị mai diễn giải thêm mà năm là phật thì à, em hỏi thì chị Mai trình bày Thì đúng thật nó là như vậy đó đệ Tại vì á Đức Thầy có nói nhiều rồi Tại sao mà Đức Thầy á Không ngồi yên ở Vị quả bồ đề trường thọ Mà phải len lội xuống chúng hồng trần để chịu cảnh chơi khen Thì Thầy đã biết rồi em à Thầy biết cái khổ của chúng sanh rồi Cái khổ của chúng sanh nó đã tới kề rồi Mà Đức Thầy nói chỗ nào nè Rất buồn bá tánh biết bao nạn tai sắp đến mà ngao du hoài có nghĩa là người đời rất là vô tư nghe em không có sợ cái khổ cứ là mạnh được thì yếu thua tranh đấu hơn thua chỉ cứ biết là lo cái lợi dưỡng ở trước mắt nhưng mà không biết là cái hậu quả sau này chính vì vậy mà đức phật đức thầy luôn luôn kêu gọi chúng sanh à, mà đức thầy kêu gọi chỗ nào đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non cùng có nghĩa là cuối đây em là nó sắp tận diệt rồi đấy em mà bây giờ không cần phải mấy ông đạo bà đạo nói đâu là thế giới thời cuộc là bên là khoa học đó để à, bên báo chí đài cũng đã nói rất nhiều rồi à, cái chữ cùng là cũng như nó đã sắp hết rồi thì cái trái hạo quân nó sắp tàn rồi vì vậy mà thầy phải khuyên chúng sanh phải gấp gọi là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng Dạ. Yeah. À, hoặc giả là cảnh thảm khổ chiều mai đã đến, sao dân còn chiếu mến trần mê. Hoặc giả là mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên ta, có kề chưa đệ. Thì ngoại quốc á, là những cái năm trước là sống thần lục lũ, bảo lục, chiến tranh, thấy không? Mà nam bang, nam bang là ở nước Việt Nam của chúng ta, cũng kề, thì năm nay có kề chưa? năm nay đã kề thì hồi nãy em đã có nhắc trong những cái ý câu dạng đó thì dạ. chị sẽ nói cái ý đó thì nó kề bằng cách nào có kề thì bây giờ cái trận là thiên tai vừa rồi ở miền bắc đó đây ha. rồi riêng cái trận mà cháy núi ở trên núi cô tô đó đây dạ. rồi nó kề cái gì nữa thì trước khi là trận bão đó thì chị có nghe nói là ở dưới là um, cái miệt gì em là bị khô nước phải em dạ bến tre cà mau à ở cà mau khô nước thì có phải là cảnh khổ không em? Dạ. Yeah. Có phải kề tới không? Thì nó ứng hiện với những câu nào? Mười phần hết bảy còn ba, hết hai còn một mới ra thái bình. Thì em à, có những cái nghiệp lực mà chúng ta tự tạo trong đời này nghe em. Nhưng có những nghiệp lực nhiều tiền kiếp chúng ta đã gieo tạo. Và có những cái nghiệp lực phải cộng nghiệp, gọi là cộng nghiệp. Giống như giờ xin thưa quý vị. À, giống như bây giờ tôi không có làm sai nhưng mà tôi ở chung một cái phạm vi của những cái anh em vinh đệ đã làm sai cái lỗi đó trong hiện đời này. Nhưng mà bản thân tôi không làm sai đời này nhưng mà đời trước tôi đã làm sai. Thì bây giờ đời này đời trước gì đó thì mấy cái nhân viên hội tụ để mình đầu thai lại một cái nơi mà thảm họa xảy ra đó quý vị. Để làm gì? Để trả nghiệp dồn. Bà Đức thầy nói Trời đà sắp đặt ly kỳ đến hồi trả quả ầm ì xiết bao. Phải không? Vì vậy cho nên hiện nay đã xảy ra rất nhiều sự tai ương. Và cũng rất nhiều sự thảm họa Và cũng rất nhiều sự chiến tranh và chết chóc. Cho nên nếu cái nhân viên anh em huynh đệ hỏi tôi thì tôi cũng xin tha thiết. Nói với anh em cô bác trên cộng đồng. Nếu nơi nào chúng ta còn bình yên. Chưa bị thảm họa chưa bị thiên tai chưa bị sóng thần chưa bị lửa cháy chưa bị là hùm beo chưa bị gắn gích chúng ta còn nguyên dạng được cái xác thân này đó là một cái phước báo của chúng ta còn nghe quý vị thì chúng ta ráng tu tập đi quý vị ơi mà tu cái gì ăn chay niệm phật giữ giới làm lành nam mô a di đà phật còn nếu ai có tiền thì nên bố thí giúp đời phải không à, mà đức thầy có cho biết là phải giúp cho kẻ đối mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng phật bự phật lớn cho nên chúng ta tu nó có rất là nhiều cách tu huynh đệ có tiền thì giúp của còn người không có tiền dùng cái công của công kẻ công người của phước điền chia đôi để chúng ta tránh được cái nạn tay cái tay ách thì nói thì chị cũng chứng minh luôn như cách đây là 20 năm trở về trước khu vực của chị Mai mà đang ngồi bây giờ nè đệ là nước á, là chị Mai ngồi như vậy là lúc khởi đầu chị Mai rồi trong cái nhà chị Mai đang ngồi luôn chứ không đâu xa đâu 20 năm trở về trước nhưng mà hôm nay tại sao cái nơi của chị Mai ở vô cùng bình yên vì cô bác đã giác ngộ tu tập rất nhiều nhất là cái năm 2000 cho tới bây giờ yeah. ai cũng nói năm đó là 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 tận diệt thì ai cũng buồn sợ để tu nhưng mà cái tận diệt này không phải là chết hết một lượt mà là nó tới những cái nạn ách tai mà ta gọi là đời tới đi em yeah. cái chữ đời là gì là ở thế gian mà tới thì tới là tới cái khổ thì từ hồi năm 2000 về em thấy xuất hiện những cái nhiều cái cái trận phong ba mà mình không đón trước được đúng không dạ yeah. à, thì bà con đã thấy nghe rồi bắt đầu sợ người ta tu tu rất nhiều rất nhiều còn có người không vững chí thì có bỏ cuộc cũng có nói là đời chưa tới tu gì mà đã tới y xèo mà tại không hay đó tới là như vậy đó tới những cái cảnh thảm quả khổ còn nơi nào chưa tới là tại vì cái phước duyên mình còn dạ yeah. à, cho nên là nạn ách ách trời nạn ách thình lình đó thì á chưa tới thì mình hãy mong hãy mừng đi chứ đừng nói là không có có dạ yeah. xảy ra mỗi ngày mà làm sao không có được rồi đến cái thời kỳ cuối luôn gọi là cái trong cái gì cái định lực đó là gọi là nằm cái định lực trong cái chu kỳ nha quý vị chu kỳ là trong một cái chu kỳ nó có 2.000 năm đó là thượng nguyên trung nguyên và hạ nguyên và hôm nay anh em huynh đệ chúng ta đang nằm sống trong cái chu kỳ hạ nguyên mà chu kỳ hạ nguyên nó cũng đã sắp cạn rồi sắp cạn rồi nhưng mà đây là chúng ta được ân sát thời kỳ này được ân xác để cho phật dạy trần để mà sàn xảy lọc lựa cái thời kỳ chót để cho ai đó biết tu tập thì sẽ hưởng được cái phước báo thứ nhất là trong hiện thời mình còn được chuyển nghiệp bớt đi cái tai ách và thứ hai nữa nếu cái ngày mà tai ách đã đến tới cái khu vực mà của những người tu luôn nha đó là phật nói thầy nói luôn đức thầy nói thì thầy nói nè dân thù bồ tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian gió đưa lướt sóng bườm lon gước người tu niệm mà xây sang phỉ tình ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng chắc mất tình yêu thương đó là chẳng nhìn cái gì em chẳng nhìn cái giới lực sự tu tập đâu đó và yeah. không tin có Phật có trời và không tin có thời cuộc không tin có sự là biết thiên biến biến địa nhưng mà có thì cái chuyện này thì mình lo cũng không được nha đệ khôi yeah. và đức thầy cho biết là để cho trời Phật mà lo to cái việc này nhưng cái lo của chúng ta là lo cái gì giống như chị nói đơn giản à, bây giờ là bên thời tiết người ta báo là sắp bão tới đi thì bây giờ ở nhà mình lo mình 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 nhà mình có dột mình lo dọn nhà đúng không hoặc giả là nhà mình nó yếu thì mình đi kiền nhà lại mình xiên nhà lại thấy không ừ. thì bây giờ ông phật ổng đã tiên tri cho biết là cái đời hạ quân nó sắp cận kề thì chúng ta biết đó để làm gì để làm phương châm chúng ta tu tập để chúng ta tu tập là chúng ta đã tu tập sẵn rồi thì có cái gì đi chăng cũng có phật trời che chở chúng ta và hơn nữa nếu sau này cái thời cuộc nó loạn lạc á, mà chúng ta là người tu thì được chư thần dẫn vô bốn ông thẻ để được bình an và đức thầy cho biết đó người nào còn được sát thân thì là đài ngọc cát lân dựa kề nghe đệ còn nếu như người nào không còn được sát thân gọi là bị chết đó, chết trong cái sự trả nghiệp gọi là cộng nghiệp dồn đó trong hiện kiếp và trong tiền kiếp của mình đó thì dầu tôi có tu đi nhưng mà kiếp trước tôi gieo kiếp này tôi phải trả trong cái là nước dân lửa cháy lục lũ sóng thần vậy đó nhưng mà linh hồn tôi không bao giờ mất không bao giờ mất tại vì sao thầy có hứa hẹn rõ ràng mà thầy có hứa hẹn là để chúng ta cái câu nào cái câu là là trên đài cao gọi các linh hồn đó đệ là linh hồn chúng ta không mất còn những vị nào người ta tu tập một cái bản nguyện gọi là về thế giới tây phương cực lạc đó người ta giữ giới nghiêm trang đó là người ta tắt thở là người ta được về thế giới tây phương cực lạc liền luôn yeah. thành ra cái sự tu tập là có lợi ích chứ không có hại gì ai hết dầu thời cuộc có đến chúng ta cũng tu mà thời cuộc không đến chúng ta cũng tu vì đức thầy nói thời cuộc nhưng mà đức thầy cấm mình là nghiêng về thời cuộc mà tu nghe đây đức thầy nói rõ ràng tu là tu mà thời cuộc là thời cuộc không được gì thời cuộc mà có tu tại vì nếu gì thời cuộc đó là dễ nản lòng nha nếu mình hiểu không có tâu đâu đau nhưng mà cái sanh lão bệnh tử thì không ai tránh khỏi cho nên à, những gì em hỏi chị Mai trình bày à, bấy nhiêu đó dạ yeah, yeah, thì em cảm ơn chị Mai diễn giải rất hay thì hồi nãy em nghe chị Mai nói về cái vấn đề là ở nước ngoài thì chị Mai ơi thì vừa qua nước ngoài nó xảy ra những cái chuyện mà chiến tranh khủng khiếp nước này đánh nước kia nước kia đánh nước nọ thì cũng như là cái lời ngày xưa mà có một tín đồ hỏi thầy à thầy ơi sau này đến ngày tận thế sẽ xuất phát từ đâu thầy mới nói là xuất phát từ trung đông thì có đúng như cái câu hoặc giả là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu Thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha để phật cứu khỏi nơi có lửa thì có phải ý nghĩa như thế về như vậy không chị mai và chị mai giải thêm mà năm Phật đúng rồi đó em nói trắng ra luôn rồi nên đâu còn gì chị mai phải giảng giải nữa đâu thì nguyên câu giảng nó là vậy đó tại vì đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì phật cứu khỏi nơi khó lửa có nghĩa là sau này tại sao phải dậy lên thì là lưu ly hữu phách mấy tòa đại cung mà dành cho trẻ lòng trung chánh trực à, quân cùng thần nấu nước chua tươi à, qua liên đua nở nụ cười gước tôi lương đóng mà chào người chân tu có nghĩa là sau này tất cả là giặt giả khắp nơi để làm gì để trở về cái nước việt nam mình tranh giành cái núi cấm đó em yeah. tại vì núi cấm sau này có lầu đài theo lời phật thầy tiên tri nghe em là có lầu đài à, sau này hiện ra là có cái đền đài và có cái cái viên lưu ly, viên ngọc quý á, thì nó sẽ chiếu sáng khắp nơi, thì ai cũng chở đó mà chở về đó tranh giành. Rồi mới mấy, mấy bắt đầu tranh giành đánh với nhau. Thì á, là sau này đánh với nhau rồi tới ông Năm chèo đồ dãy lên á. Nhưng mà nói đó thì nó liên quan tại cái thiên cơ thầy cuộc. Thôi thì mình chỉ nói sơ qua thôi nghe đệ. Yeah. Thì đó là sự thật, nó là như vậy. Nếu như ai tin, thì tin còn không tin mình cũng không thể nào mình nói thêm gì được nha đệ ha. Yeah. À này chị không muốn bàn sâu hơn nữa. Tại vì nó liên quan cái này nhiều khi chính quyền ta cũng không thích tới kinh dạ yeah. à. yeah. thì cảm ơn chị nghe diễn giải rất hay để trở lại cái câu chuyện mà ông lên bà xuống thì hiện tại bây giờ không phải riêng về mà uh, chuyện mà đức thầy trở lại hoặc là quán âm trở lại mà có rất nhiều cái sự mà cũng khiếp khác nó còn xuất hiện nó chưa mai thì có phải là mấy người đó là theo chị mai diễn giải là tránh hay là tà chị mai gì chị mai diễn giải thêm mà thì chị căn cứ vào giáo lý thầy á thì những người còn lên sát lên đồng xưng hô thì hoàn toàn nó không có tránh yeah. dạ tại vì thầy có phân ra hai cái bên chánh và bên tà thì thầy mới chỉ cái chỗ đó là bỏ gì đoan đó để yeah. mới thấy được đạo màu đó giả dối giả dối là không thật đúng không bớt giả dối mới gặp người thượng cổ thì cái chỗ đó là là giả rồi thì giả làm sao thật nghe đệ yeah. à, nhưng người ta tin người ta đã tin cho là thật thì chị mai cũng không có cách nào để cản người ta thì đó là từ duyên đi em ơi thí dụ cái duyên em đó là bên chánh pháp thì em không có nghiên cứu về bên đó Nhưng mà cái duyên của em thích ông lên bà xuống Thì em cho bên đó là tránh Thì vạn sự thì tùy duyên Chứ mình cũng không có cách nào để ngăn cản tư tưởng của bà con được à, Mình càng nói sâu thì càng mít lòng bà con Nhưng mà riêng thầy thì thầy không có cho cái điều đó Thầy không có cho mà Thậm chí cái bày ra cúng kiến mà thầy còn không cho mà đệ yeah. Thầy nói là Nếu như chúng ta cúng là chỉ cúng Thứ nhất là ông bà tổ tiên chúng ta phải không còn những vị thần nào không gõ căn tích ta không nên cúng kiến mà nếu trong tám điều căn cấm thầy có nói á nếu người nào làm hết bệnh ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần chúng ta không nên cúng kiến chúng sẽ ăn quen và nhiễu hại lên ta thì em nghĩ có tránh không yeah. phải không là chị căn cứ vào dưới lý thầy là chị thấy điều đó không nên mà nhất là lên đạo phật giáo hòa hảo thì không không nên làm còn những cô bác huynh đệ khác Người ta chưa có theo lời chỉ dạy của Đức Thông Sư Chứ thầy chị thì người ta có quyền tin tưởng Mình cũng không dám ý kiến đâu em dạ. à, Tại vì đó là mỗi cái tư tưởng riêng của mọi người Nhưng riêng đặc biệt chị Mai thì điều đó là Đã thầy nó không tránh thì làm sao thật được Mà thầy còn chỉ là tà thần ở trong đó nữa Dạ à. Dạ, thì cảm ơn chị Mai giải rất hay Thì uh, chị Mai cho các em, cho em hỏi thêm á uh, chị Mai Thì trong quyển tư của thầy cũng có nói Là thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài phải không câu đó trong quyển tư thấy dương trần ngủ ngoại ngủ hoài thức dậy mà tầm đạo kiếm bài nay dương trần gặp buổi mưa ngâu phải sớm hứng giọt xương đông hạ thì hứng giọt xương là như thế nào giọt xương là ý nghĩa như thế nào thì chị mai giải thêm về cái câu ý nghĩa đó không? ừ. nếu mà nói về cái giọt xương bên cái nghĩa của đạo thầy ấy ha thì cái giọt xương đó là cái giáo pháp của thầy đó dạ. là cái cuốn thi văn giáo lý của thầy để đệ tại vì cái, gì, à, cái à, thầy gan cái cuốn thi văn giáo lý á để cho chúng ta gọi là một cái nguồn khoác lạc đó khi mà chúng ta hiểu được rồi á thì chúng ta sẽ được đó là an vui là giống như chúng ta được hứng được cái giọt xương chúng ta được một cái nguồn suối lạc của của đức thầy là trong cái cuốn thi văn giáo lý dạ yeah. đó à, theo cái nghĩa mà chị hiểu bên bên giảng thầy thì đó là cái cuốn thi văn giáo lý của thầy là toàn thể một cái nguồn suối pháp mà thầy đã dạy cho chúng ta để chúng ta tu hành và thầy cũng có nói là kệ huyên trần hai chữ bảo an bảo an là bảo đảm cho mình đó yeah. nếu như mình tu tập đúng theo chánh pháp của thầy và hiểu được giáo lý của thầy thì mình sẽ được hưởng cái cái nguồn suối đó đệ yeah. à thì thầy có dạy nè coi rồi phải thân mình tự trị mà chẳng độ xong phật khó dắt nhiều thả thiền từ bến giác nâng niu kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống thì chúng ta mà ngắm được cái nguồn suối từ bi của thầy được cái pháp của thầy rồi thì đó là chúng ta được hưởng một cái sự rất là nó an lạc như là chúng ta được hưởng cái giọt xương á à, đệ ạ. dạ dạ thì cảm ơn chị mai diễn giải nha rất hay thì chị mai cho em hỏi thêm một câu của trong uh, giáo lý của đức tôn sư quyển 4 thì tất cả tất cả chúng ta đi ngoài đường cũng vậy hoặc là những cái điểm 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 nào cũng vậy thì tất cả thấy những người ông lên bà xuống rất là khủng khiếp thì cho nên thầy cũng biết cái câu gì thấy dương trần đúng rồi, đúng rồi. thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chưa sót cho đời quân hạ hoặc giả như là bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về của phật có lập thân cõi trần thì bốn câu này ý nghĩa như thế nào vậy mai giải thêm mà, Nhưng mà đọc hai đọc. cái nghĩa đó thì nó không có nằm chung nha dạ tại vì cái câu mà thấy dương gian lường gạt thánh thần thì những người xưng phật xưng thầy xưng tiên đó là lường gạt đó thì à, chua xót chua xót là thầy thấy đau cho người ta làm lạc dạ thấy chúng sanh làm lạc đáng thương đó cho nên nó là bởi vì thầy mới chỉ cái chỗ nào thấy người tu niệm đáng thương điên mí chỉ đường tịnh độ giảng sanh tịnh độ là em niệm phật khi mà em tịnh cái tâm lại em niệm phật thì những người ông lên bà xuống nó không có gạt em được đó là lường gạt thánh thần nghe em là do là xưng phật nè tôi là phật xuống trần tôi là ngọc hoàng thượng đế xuống trần tôi là bồ tát xuống trần đó là lường gạt thánh thần đó yeah. mà chua sót chua sót là thầy thấy đau cho mình ngân hạ là chúng ta nguyên là là ở thế gian này đó. rồi cái câu mà sao em nói cái gì bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân muốn về có phật lập thân tôi à, cần bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân là nó bên cái mệnh khác nữa dạ. nó không liên quan tới cái bên lường gạt bạch chinh có cái chữ bạch là gì bạch là trong sáng nghe em dạ. à, bạch chinh là trong sáng thì giữ lấy nghĩa nhân nó rất là nhiều giống như em sống ở thế gian này thì á là thầy có dạy nè ở trần sửa chọn nghĩa nhân quyết làm tôi phật mới gửi thân liên đài là người Trung can nghĩa đảm. Dầu không siêu cũng đặng về thần. Nhờ hai chữ chung quân ái quốc. Đó là cái sự là cái người trung can nghĩa đảm. Yeah. Là cái nghĩa nhân em. Rồi á là bạch chinh là sự trong sáng. Đó là nghĩa nhân là một người sống phải có nghĩa, hoặc phải có nhân. Yeah. Nhân là sự nhân từ đức hạnh. Không hại ai và luôn luôn muốn cho mọi người an vui và hỷ lạc. Và nếu như cảm thấy giúp đời được điều gì là giúp Đó là chỉ cho sự trong sáng Rồi muốn về cõi Phật Muốn về cõi Phật là nghĩa là mình tu tập hàng ngày Mình hướng về Tây Phương Cực Lạc đó đệ Hoặc giả là có người thì hướng về đời Thượng Quân Thánh Đức Theo lời Đức Thầy dạy Mà ừ. đa phần các tôn giáo thì hướng về Tây Phương Cực Lạc rất nhiều à, Là người ta niệm Phật Ta muốn về Tây Phương Cực Lạc Thì em phải là lập thân Lập thân có nghĩa là gì? Là em hành đạo hàng ngày nha Hành đạo hàng ngày Hành đạo trong đó nó bao gồm bao gồm là hàng ngày em giữ giới thứ nhất là ăn chay niệm phật cúng lại làm lành giữ giới giúp đời cứu người làm tất cả các việc từ thiện tránh những điều độc ác quyết rửa tấm lòng cho tông sạch đó là lập thân lập thân là đi giúp đời lập thân giúp thế nuôi công quả yeah. đó là lập thân ở cõi trần nghe đề yeah. đó là trong những câu giảng mà chị nôm na như thế yeah thì cảm ơn chị Mai diễn giải rất hay thì à, thời gian có hạn chị Mai cho em hỏi câu này để kết thúc giáo. thì à, trong giáo lý của nhà Phật có nói câu nói gì thiền bát nhã ta cầm ta lái quyết đưa người khỏi bến sông mê thì ý nghĩa như thế nào chị Mai chị Mai giải thêm à cái thiền bát nhã đó theo chị Mai được biết đó là đức thầy cho biết trong câu giảng là nãy chị Mai có đọc rồi đó là dân thù bồ tát từ bi đó chèo thuyền bát nhã của Thị trần giang đó thì ông dân thù bồ tát cũng là đức thầy đó đệ Dạ Thì cái thiền bát nhã Nếu mà nói về theo kinh sách nha Chứ cũng chưa ai thấy được cái thiền bát nhã Thì bây giờ tôi chỉ nó đơn giản để cho dễ biết đi Là trong cái bộ phim Tài Thiên ai cũng có coi phải không Thì có cái thiền mà đưa ông Tâm Tạng ngang cái 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 sông đó Là thiền bát nhã đó đệ Là cái thiền bát nhã đó không có đáy nha Có nghĩa là người á, là chân tu thì bước lên là nó thổi phiều Còn cái người á, mà nghiệp nặng vậy á, là bỏ lên thiền rồi nó vẫn chìm Dạ Nha đệ đó là cái thiền bát nhã mà ta cần tay lấy đó là ông văn thù bồ tát và cũng là quá thân của đức thầy để trở lại cứu chúng sanh cứu chúng sanh để đưa khỏi cái bờ mê sông khổ thì bây giờ trước nhất chúng ta được cái thiền bát nhã đó trước chúng ta thì nãy giờ quanh đi quanh lại nó cũng có nghĩa hà đệ thì cũng là tu hành niệm phật ăn chay giữ giới làm lành để chúng ta được nhẹ mình tại vì em ơi nếu một con người sanh lên cõi thế gian này á cái nghiệp chúng ta mà thấy được bằng hình tướng nó đầy cả không trung nó nặng vô cùng thì bây giờ em muốn qua khỏi cái bờ thì em phải có chiếc thuyền đúng không yeah. mà chiếc thuyền đó là gì là giới lực phải không giới lực hàng ngày em hành thì em đã giữ giới được rồi gọi là mình tự độ cầu thêm phật độ như nước xuôi thượng gió một chiều đường về chống biết bao nhiêu gặp hai sức độ mau tiêu phàm trần thì khi em đã giữ giới em tu tập một cách nghiêm trang rồi đó thì cái ngày mà ông văn thù bồ tát á ông chiều cái thằng bác nhã mà em vừa đọc câu giảng đó đó thì mới rước được mình nghe em đó là thiền bác nhã ta cầm tay lái đó quyết đưa người vượt khỏi sông mê đó thì ngày hôm nay là thầy đã cho chúng ta cái cuốn sống thi để tu tập để giữ giới thì sau này tới cái ngày chiến tranh đến á gọi là nước dân á mà đức thầy có tiên tri là nước sau này dân tới cái cái khỏi cây dầu là là lên tới núi ông cát luôn yeah. tới mỏ ông cát á mấy mẫu chuyện bên thầy đó thì cái ngày đó có ông nhân thù á bồ tát ông đem cái thiền bát nhã đó ông dứt toàn là người tu không đó đệ đó thì cái ý nghĩa nó như vậy đó đệ thì chúng ta muốn được thiền bát nhã rước là đức thầy chúng ta đó để rước thì trong cái thời cuộc đó mới được rước mà người nào chân tu mới được lên chiếc thiền đó còn nếu người nào nghiệp nặng là bước xuống sông chìm thì chúng ta muốn nhẹ nghiệp phải làm gì niệm phật tại vì đức thầy có dạy nè niệm một niệm phật để diệt một niệm chúng sanh mà niệm niệm ghiếp thì tâm chúng ta không còn mê lạc thì tình dục còn đâu mà nảy sinh ra nữa thì chúng ta muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải mượn chiếc thuyền chiếc thuyền đó là câu nam mô di đà phật và giới luật để chúng ta nhẹ mình mà chúng ta đi qua sông thì chúng ta mới bước lên được cái con thuyền bát nhã nghe để khơi yeah. à, thì đôi lời của chị mai à, đến đây cũng xin tạm dừng dạ yeah. dạ thì cảm ơn chị mai diễn giải nghe rất hay trong buổi video hôm nay thì để kết thúc video này chị mai có gửi là gì đến tất cả quý bà quát mình trên cộng đồng mạng chị mai nó mới là phật thì à, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì à, vừa qua để mai cũng à, trình bày những cái ý gọn gọn mà à, để khôi hỏi thì à, mong quý ông bà cô bác huynh đệ à, nếu phù hợp với mình thì cùng để mai đồng tu đồng tiếng đồng hộ pháp cho nhau. À, còn nếu quý vị nào à, không phù hợp thì xin cũng niệm tình quan hỷ bỏ lỗi cho để mai. À, và trước khi khép lại chương trình kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc đạo quả sớm viên thành và được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.